Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin tuần này của bộ phận kỹ thuật xin giới thiệu với quý vị và các bạn Bioclip thả chế phẩm sinh học BioS và BioM cho hệ thống xử lý chất thải. BioS và BioM là tập hợp nhiều sinh vật hữu hiệu có hoạt lực cao, phân giải nhanh các chất khó tiêu, cặn bã của bể phốt, bể kỵ khí như cellulose, tinh bột, kitin, pectin, protein, lipid và một số các hoạt tính ổn định lâu dài. BioS và BioM có tác dụng xử lý nhanh nguồn nước ô nhiễm, phân giải nhanh chất hữu cơ, xử lý làm sạch hệ thống xử lý nước thải, khử mùi hôi chất thải hữu cơ, phân hủy các thành phần khó tiêu như protein, tinh bột, cellulose, chuyển hóa thành phần khó tiêu thành dễ tiêu trong nước thải. Kính chào quý vị các bạn. Việc đổ hóa chất BioS và BioM cho hệ thống xử lý nước thải ở 14 của tòa nhà Sky City Tòa Giám Văn Hạn được bộ phận kỹ thuật chúng tôi tiến hành định kỳ hàng tháng, hàng quý. Bước 1, hòa tan hợp chất với nước theo tỷ lệ quy định. Bước 2, để thuận tiện cho việc thả chế phẩm vi sinh thì chúng ta sẽ chia ra các xô nhỏ. Bước 3, đổ đều xuống các bể xử lý biotanh. Bước 4, tiếp tục hòa tan chế phẩm BioS và BioM. Bước 5, đổ chế phẩm vi sinh xuống các bể tự hoại của hệ thống xử lý nước thải. Thả chế phẩm sinh học BioS và BioM cho hệ thống xử lý chất thải. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.